Oh, hallelujah. Ô tạ ơn Chúa. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cầu nguyện công khai cho Ukraine và Nga trong cái cuộc chiến đẫm máu này. Đã khoảng độ 3 tuần nay là chúng ta không cầu nguyện công khai cho Ukraine, và chúng ta nhìn thấy đấy là chiến trận là bị thiên về quân Nga hơn, tương tự như là gì, anh chị em còn nhớ không? Môi-se đấy, khi Môi-se mà ngừng giơ tay phát là thôi, chiến trận rơi vào tay quân ngoại. Đó thì cũng vậy thôi. Vậy chúng ta cần cầu nguyện cho Ukraine, để cho quân dân Ukraine đứng vững được trong cuộc chiến này, đặc biệt ở miền Đông vùng Donbass. Trong 3 tuần chúng ta đã không cầu nguyện công khai, mặc dù chúng ta vẫn cầu nguyện một chút thôi, nhưng mà rất cần là cầu nguyện công khai để tuyên xưng trong cả cái nhóm tình nguyện đặc nhiệm của Chúa Trời nữa. Amen. Amen. Ukraine ở Donbass ấy, thì quân Ukraine đã chịu thiệt hại rất nặng, cực kỳ nặng anh chị ạ, nặng hơn so với tất cả các cuộc chiến, các chiến trường khác. Chiến trường Donbass hiện tại Ukraine, nếu so tính con số về số lượng thôi, thì một Ukraine phải chọi với 15 Nga, đấy, trung bình như vậy. Nếu mà tính về số lượng người thì một chọi 7, số lượng khí tài quân sự thì là một chọi 20, nói chung tổng hợp là một chọi đến 15. Đặc biệt pháo binh của Ukraine là bị thua thiệt khá nhiều. Họ chỉ bắn mỗi ngày khoảng độ 5-6 nghìn quả đạn thôi, bởi vì thiếu đạn rất nhiều, kho vũ khí của họ là gần như cạn kiệt rồi. Bắn cũng phải cầm chừng, mà trong đó quân Nga thì nó dồn tổng lực ở phía miền Đông để nó bóp nát. Nhưng mà cái điều này chúng ta nhìn thấy rằng ấy, quân Nga mặc dù là hỏa lực nó cực mạnh như thế, với vũ khí, khí tài, quân số, quy mô nó vượt trội Ukraine như vậy đấy, thế mà nó không đè bẹp được. Mặc dù nó cũng gây ra thiệt hại rất lớn cho quân Ukraine trong những tháng, những tuần vừa qua. Chúng ta vẫn cầu nguyện vì chúng ta sao vẫn có cái sự cầu thay để cho Ukraine như là David chống chọi lại Goliath ấy. Amen. Cái sự cầu nguyện này để hỗ trợ cho quân Ukraine. Tất nhiên chúng ta là không đánh trận với thịt và huyết, tất cả một cuộc đánh trận ấy là chúng ta yêu con người, nhưng chúng ta vì chúng ta được Chúa chọn như là miệng của Chúa Trời mà biết bóc tách con người với con người, giá trị của linh hồn con người và thân thể con người, biết bóc tách giá trị con người với cả công việc con người. Nên vì thế mà chúng ta có quyền phán xét như là Chúa phán xét vậy, có quyền xét đoán, có quyền xét đoán thiên sứ, có quyền xét đoán được đời này mà. Hallelujah. Đấy là chỉ có một số lượng người nhỏ thôi mà Chúa Ngài sử dụng thôi. Khi bậc cha chú đấy, những người gọi cha thuộc linh đấy, thì mới được quyền sử dụng chuyện đó thôi, mới được cái thẩm quyền. Khi Chúa Giêsu Ngài hà hơi cho các môn đồ, Ngài nói rằng hãy đi, hãy nhận lại Thánh Linh, hãy đi, và kẻ nào các ngươi tha tội thì tội kẻ được tha, kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì tội kẻ được cầm. Đấy là Chúa đang nói với cả những cái môn đồ đã tông đồ của Chúa, những người trưởng thành. Amen. Nên họ biết quyền tha tội là cái gì, họ biết quyền cầm tội là cái gì, chứ không phải là sử dụng một cách vô tội vạ đâu. Như là ngày hôm nay nhiều giáo hoàng hay hồng y hay thượng phụ đấy làm việc bậy bạ về quyền tha tội để vớ vẩn thế đâu, mà là quyền tha tội, quyền cầm tội đấy, nó có ý nghĩa ở đó, mà chỉ có thẩm người thẩm quyền thực sự mới được thôi. Còn kẻ nào lợi dụng cái quyền đó mà không phải là Đức Chúa Trời Ngài ban cho đấy, thì thôi, kẻ đó sẽ tự chuốc lấy tai họa vào bản thân mình và dòng giống của mình, điều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vì thế không thể lạm dụng chuyện đó được. Hallelujah, Sakadabrao, trong danh Cha Giêsu, Chúa ơi, Chúa yêu Ngài, Ngài là Cha chúng con. Ô đó Sakara trong Chúa Jesus Christ, ô chúng con được đến cùng với Cha trong Chúa Jesus Christ. Ô loài người chúng con đồng hòa với Ngài, và chúng con có được sự truy cập đến Ngài như Chúa Cha chúng con, Chúa ạ. Trong Chúa Jesus Christ, ô là lẽ thật là ân điển đầy ngập trên chúng con, Chúa ạ. Ô và nhờ Chúa Jesus Christ mà chúng con trở nên con yêu dấu Ngài. Không những thế, Ngài đã bày tỏ chúng con những sự kỳ diệu, những lẽ huyền nhiệm của thiên đàng, Chúa ơi. Ngài đã ban cho chúng con nước thiên đàng, Chúa ạ, và Ngài ban chìa khóa nước thiên đàng chúng con để điều chúng con mở thiên đất trên trời mở, điều chúng con đóng dưới đất trên trời đóng. Ô Rasakadava, Ngài ban chúng con ô những bí mật của nước thiên đàng, Chúa ạ. Ô Rasakadava, không những thế, Ngài đã ô gọi chúng con, ô đã coi chúng con là kẻ giúp việc trung thành trong nhà của Chúa, ô và đặt chúng con là kẻ quản trị nhà Chúa Trời, quản trị ô những lẽ mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, Chúa ơi. Ô Rasakadava, chúng con đóng sự gì thì không ai mở được, mà hệ chúng con mở sự gì thì không ai đóng lại được, Chúa ạ. Trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah, Sakadava, ô Rasakadava, tạ ơn Chúa. Ô vì Ngài để chúng con để quản trị cả nhà của Đức Giê-hô-va, Chúa ơi. Ô Rasaka, vì
Ngài làm chúng con thành miệng của Ngài, Ngài cho chúng con đúc cái bóng tay của Chúa để dựng tầng trời lập nền đất, Chúa ơi. Ô-ra-sa-ka-ra, ô Ngài khiến chúng con Ô-ra-sa-ka-ra dạy dỗ Israel thuộc linh, con thuộc thể của Ngài, Chúa ạ. Ô-ra-sa-ka-ra-b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 a
Ngài dùng chúng con trở thành sự cứu rỗi cho dân ngoại, sự cứu rỗi của Ngài đầu cùng đất, sự sáng của Ngài cho muôn dân, Chúa, sự sáng Ngài cho toàn cõi sáng tạo này, trong danh Chúa Jesus Christ. Tạ ơn Chúa với thẩm quyền cực lớn Ngài dành chúng con, Chúa ạ. Với thẩm quyền cực lớn của Ngài, Urasak ở trong Ngài, Chúa ạ, ở trong Chúa Jesus Christ. Ngay giờ này ở trên ngôi của Chúa Jesus Christ ở trong Ngài, Chúa ạ. Mà chúng con làm sự cầu nguyện này nhân danh Chúa Jesus Shakadabalabudiru, bởi chúng đã thắng trong cuộc chiến mà Ngài đã bày ra cho chúng con, Chúa ạ. Và được Ngài đặt để ở trong Ngài, ở ngồi trên ngôi cùng với Ngài, như Ngài đã chiến thắng và ngồi ở trên ngôi của Cha. Trong danh Chúa Jesus Shakadabalaburu Shakadabalabudiru Swabara. Tập nát tan mà hết quỷ cộng sản. Ra Sakara Satan. Và con tâm phụ bà đồn ta tràn nát mày ra từ phần nhỏ trong danh Chúa Jesus. Đặc biệt con quỷ cộng sản. Ra Sakara con thú đỏ. Tập nát tan mày, tao rút hết tất cả sức lực của mày, tao rủa xả mọi thứ của mày, bị gươm Đức Giê-hô-va đã uống đủ trên trời này nó xuống trên cái dân mà Chúa đã rủa xả làm sự đoán định. Dư gươm của Ngài sẽ đượm những máu, đượm những mỡ của chê được diệt được Shakadabarasakadabudusengero. Tập nát tan những quỷ cộng sản, tập nát tan băng đảng cộng sản, tập nát tan hết tất cả các chế độ cộng sản, chế độ độc tài, chế độ phản động, phát xít cộng sản đổi màu trong danh Chúa Jesus Christ. Shakadabarasakadabudusengero. Ta trả nát mọi sinh lực mày ra. Tất thảy mọi nguồn của sinh lực của mày trong tâm linh, mọi sinh lực của mày trong tài chính, Urasaka trong quân đội quốc phòng, Urasaka đã bị rút hết trong danh Chúa Jesus. Ta công bố sự hoảng loạn và Urasaka công bố sự xáo trộn bởi bản chất mày là Babylon ở trong hàng ngũ quân đội của mày, hàng ngũ của quân nhân Nga, hàng ngũ của độc tài cộng sản phát xít phản động của Nga Putin trong danh Chúa Jesus. Urasaka đã bắt được tra tay. Urasaka đã bắt lên trên linh hồn của Putin. Urasaka đã rút linh hồn Putin ra. Urasaka và chuất Putin ra khỏi ghế tổng thống Nga trong danh Chúa Jesus. Ta chuất Shoigu ra khỏi ghế của bộ trưởng bộ quốc phòng Nga. Urasaka đã ta cách chức hết tất thảy các quan chức cao cấp. Urasaka của ngoại trưởng ta cách chức tất thảy các speaker của nhà nước Nga. Urasaka cách chức Shakadabarabudurodevreka chủ tịch phó chủ tịch của hội đồng an ninh quốc gia Liên bang Nga. Ta cách chức tất thảy Shakadabara các thứ trưởng các bộ trưởng Nga, đặc biệt tất thảy quan chức nào liên quan trực tiếp và có cái phần quan trọng ở trong cái bộ máy chiến tranh của nhà nước phản động cộng sản Nga chống lại nhà nước anh em Ukraine này. Ta công bố sự phán xét trên trời trên tất thảy những thế lực đó nhân danh Chúa Giêsu. Cuộc chiến này giành quyền con trưởng. Bởi vì người Anh là Nga đã coi thường quyền trưởng nam như là Esau. Urasaka nhưng người em là Ukraine đã coi trọng quyền con trưởng, coi trọng quyền trưởng và đã lấy được quyền con trưởng Shakadabaru. Và người em là Esau muốn quay trở lại lấy giết Jacob nhưng không được đâu trong danh Chúa Jesus. Esau làm dấu giữ. Urasakarabari người không làm điều chi hết với em của mình là Jacob đâu. Người Nga đủ thế nào chúng ta, ngươi không phải làm gì với em của ngươi là Ukraine đâu. Ukraine đã chọn phần tốt dành cho mình rồi. Ukraine đã chọn quyền con trưởng. Vì vậy trong danh Chúa Jesus, Urasakarabari ở trên ngôi của Chúa Trời ngay giờ này, ta công bố quyền con trưởng đến trên Ukraine. Ukraine qua tuy lành vương quốc Chúa Trời, qua sứ đồ trưởng Sunday Anaraja, qua hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước trong dân tộc, qua hội thánh trời thương của chúng ta mà trở thành nôi của tuy lành vương quốc Chúa Trời. Vì vậy quyền con trưởng đã thuộc chúng ta. Chúng ta quyết không xả cái quyền con trưởng này ra. Vì vậy nước Nga Sakara hãy buông ra trong danh Chúa Jesus. Sakara quyền con trưởng thuộc chúng ta. Ta dập dùng cái gậy sắt này đập bể hết tất thảy các ngươi như bình gốm, ta đập nát hết tất thảy quan sát thế đàn ra trong danh Chúa Jesus. Sakara virus and zulum karaba bari and sakada budujiri kalambara jira sakam bari sakan tujuro and sakara baduru ora sakada bara bibri sakara bibri juroso ora sakara bari bibri and sakara biroso kuada bara bibri tak kêu gọi lửa thánh độ Chúa Trời, lửa mà Chúa nói là ta đến được quăng lửa xuống đất và lửa cháy lên tất cả kia nữa. Điều này không những lửa trong các hội thánh Chúa Trời
lửa sự phán xét của Chúa Trời khỏi từ nhà Chúa Trời, khỏi từ giáo hội, các hội thánh, tin lành kháng cách, tin lành công giáo, tin lành chính thống giáo ở tại đất nước Nga, tại đất nước Ukraine để làm sự xét đoán định ở trên tất cả các hàng giáo phẩm trong danh Chúa Jesus Christ. Và lửa lại tiếp tục giáng xuống trên tất thảy ngôi nhà ác của nhà Israel, giáng xuống trên các cung vua, giáng xuống trên tất cả các thượng, giáng xuống trên hoàng tử, giáng xuống trên tất cả các bộ trưởng, thứ trưởng, các thái tử đó trong danh Chúa Jesus Sakada Bagasakada Burjurosaba. Ora Sakada có bốn tập gươm thêm chú đầy ngay thời này. Ora Sakada có cắt đầu mày, Sakada cắt đầu mày, Sakada con sản cắt đầu mày. Ora Sakada ô tập tràn nát mày ra với đặc cộng sản đổi màu. Ô ra xa cả chế độ phát xít ra cả đa sự dối trá của mày. Ô tập nát tan ra từng mảnh vụn, đốt mày trong lửa thạch nổ trời ta, rồi hủy diệt trời ta không thương tiếc, ta quét sạch mày ra khỏi đất này, ta quét sạch mày. Ô quân Nga ta quét sạch ra khỏi vùng Donbass. Ô ra xa ta quét sạch ra khỏi Donbass ngay giờ này. Ô ta công bố sự lửa sáng xuống trên đất thạch cộng hòa, sáng xuống trên tất cả nhiên liệu, sáng xuống trên toàn bộ sức lực của Nga. Ô ra xa cả đa tập nát tan hết tất cả phòng không tất cả chúng tên lửa ta gọi sự phán xét trời đến trên tất cả. Để tự say máu mình, quay ăn thịt mình, say máu mình như rượu mới. Orasakara ta công bố sự tham chính, sự nổi loạn trong hàng ngũ lính Nga. Sakadabra sự bất tuân lệnh. Để lính Nga để thoát ra khỏi kiểm soát, để giữ lấy mạng sống của mình. Để giữ linh hồn của mình. Orasakara bambiro trong danh Jesus Christ và tất thảy các tướng tá, tất thảy các tham mưu trưởng. Tất cả tham mưu trưởng của hải quân, của không quân, các vũ trụ Nga, tất thảy các bộ các đơn vị pháo binh tên lửa của Nga, Sakadabriyura tất thảy các tướng đấy, tất thảy các quân đoàn, các sư đoàn, tất thảy các đơn đoàn, các trung đoàn, Rasa các tiểu đoàn, các đại đội, các trung đội, các tiểu đội đó, từng thành phần một trong danh Chúa Jesus, Sakadata công bố sự phán xét lên trời đến trên tất cả liên minh của Babylon nhân danh Chúa Cha, Chúa Thánh Linh. Ta vô hiệu hóa tất thảy vũ khí của người, Rasa ca tất thảy vũ khí của máy bay tàng hình, thế năm thế bốn, Rasa tất thảy vũ khí của xe tăng tên lửa, tất thảy vũ khí của tên lửa nhiệt áp, bom chùm, Rasa Karabiyosuka và cả cái hệ thống vũ khí hạt nhân nguyên tử của Nga đã vô hiệu hóa người trong danh Chúa Jesus, đã vô hiệu hóa tất thảy các chip điện tử, đã vô hiệu hóa tất thảy các bảng mạch điện tử, ngay cả cái bong ke, một trong ba cái bong ke của Putin ở Ukraine, Rasak đã bị vô hiệu hóa, cả sáu, tất cả toàn bộ sáu cái máy phát điện, tại cái bong ke này đã vô hiệu hóa trong vòng 136 tiếng đồng hồ, Rasak đã bao gồm 11 tiếng đồng hồ mà cả 136 tiếng đồng hồ rồi, Rasak đã như thì cũng vậy thôi, tất cả các vũ khí của quân Nga đã vô hiệu hóa ngay từ này trong danh Chúa Jesus, vô hiệu ngay trên khí tài và không những thế, ta vô hiệu hóa ngay trên trí óc, ngay trên cảm xúc, Rasak đã có vô sự dày kinh khủng, sợ hãi kinh khủng ám hắt tất cả các tướng tá của Nga, tất cả các tướng tá của Nga, khi mà chạm đến đất của Ukraine để dùng đặt chân vùng Donbass đều bị run dậy kinh khủng trong danh Chúa Jesus Sakadabu, bởi nơi đây là sự kinh khủng trời ám hắt người, Sakadabu người làm điều gian ác nhân danh Chúa Jesus Sakadabu, có bố sự kinh khủng đó ham áp lên cả Putin, ham áp lên cả cái nội các của ông ta trong danh Chúa Jesus Sakadabu, ăn năn, ta yêu Putin, ta yêu những linh hồn này, ta yêu con người này, ta bỏ hết cái linh hồn này, ta đòi linh hồn của thượng phụ Kirin nữa, là kẻ đứng sau tất cả các giám mục, các thượng phụ, các tổng giám mục giáo hội công giáo, giáo hội công giáo, tất cả các hội thánh tất cả Nga, ta đòi hết các linh hồn, các thượng giáo phẩm này trong danh Chúa Jesus, ta mang sự phán xét trời đến vào trong nhà Chúa Trời và làm sạch nhà Chúa Trời ra khỏi những sự gian ác, đập tan nát hết tất cả mọi sự dạy dỗ bẩn thỉu của quỷ,
ra cả đất thành một tia lành sáng tối, không phải tia lành mưa của trời. Ta đập nát tan và đuổi ra khỏi nhà trời. Ta cách trước hết tất thảy quan trưởng, ta cách trước hết tất thảy các ô mục sư, sứ đồ, tiên tri, giả thành giáo sư, ô những kẻ làm công gian ác, những kẻ ô những kẻ giấu máu nơi gương mình, ô những kẻ làm việc đức trời một cách gian ác. Ta đuổi ra khỏi nhà trời. Ta lật đổ tất thảy mọi bàn thờ, ta lật đổ tất thảy mọi sự đổi bạc ô và mọi sự u ấy đó ra khỏi nhà trời. Trong danh Chúa Christ Sakadabrujusom, tất thảy lời cầu nguyện phù phép đó, ta hủy hoại vô hiệu hóa tất thảy lời cầu nguyện đó trong danh Chúa Christ. Ô tất thảy lời cầu nguyện nào mà chống lại Ukraine của ta, Ora Sakara chống lại dân tộc Nga của ta, chống lại dân tộc Ukraine của ta, Sakara ta vô hiệu hóa, ô và lửa thánh diệt sạch tất thảy lời cầu nguyện đó trong danh Chúa Christ. Ô và ta ban hai giờ này ăn năn thần kính sợ Chúa Trời với ân điển toàn năng ăn năn đó giáng trên ô tất thảy những kẻ cầu nguyện phù phép đó, ô và đòi linh hồn của tất thảy các nó về cho ta, cho Đức Chúa Trời của ta. Nhân danh Chúa Jesus Christ, hallelujah. Sakadabri en sakadabri so dru oro sakadabri so kodabri oro so kodabri trong danh Chúa Jesus. Ô ta chúc phước cho quân đội và nhân dân Ukraine. Ô ta chúc phước cho tất cả chiến sĩ Ukraine. Ô và nguyện họ ô luôn tâng vinh hiển cho Chúa Trời. Ô ta hủy hoại tất thảy những lời ô nói rằng vinh quang thay cho Ukraine. Ô ta thay thế tất cả lời đó là vinh quang thay cho Đức Chúa Trời vạn năng, vinh quang thay Đức Giê-hô-va vạn vạn quân. Ô qua chiến tranh này, ô ra sao Đức Chúa Trời dùng để hủy hoại tất thảy các hệ thống Aulias tại Ukraine. Ô ra sao đốt sạch hết tất thảy các ô cơ chế, ô đốt sạch hết tất thảy ô những phần sót lại của nhà Ahab và Jezebel, diệt sạch hết tất thảy con cái của nó trong danh Chúa Jesus. Ô ra sao Karabiruso vì vậy, ô ra sao Karabiru Ahasen, ô người phải làm đúng thức của mình. Nếu người vượt qua của mình, vượt qua ranh giới đỏ, người sẽ mất mạng, người sẽ mất mạng. Ô hơi Putin Hasen, ô ra sao Karababri người sẽ mất mạng nếu người vượt qua ranh giới đỏ đó trong danh Chúa Jesus. Karababri Jerusalem thì người được nhớ rằng, ô người được dựng lên được sức giàu để làm cái chức vụ, ô để làm đúng cái chức vụ của mình. Ô ra sao nhưng ô bất kể vì Ukraine đó là Chúa dựng lên, Chúa chọn như là nhà của Ngài và phàm cái dân kẻ nào mà nuốt cái dân đó sẽ bị tai vạ và tai vạ sẽ giáng trên cái kẻ đó. Ô ra sao Karababri Jerusalem, 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 ô để rửa sạch đất này ra khỏi sự uế, ra khỏi sự thờ lại thần tượng, ra khỏi tất thảy ô ra các tôn giáo bẩn thỉu uế. Ta công bố sự phán xét Đức Chúa đến trên từng tôn giáo, hủy diệt trên từng tôn giáo. Ô ra sự phán xét Đức Chúa đến trên tất cả các lãnh đạo tôn giáo tại Ukraine, tại Nga, nhân danh Chúa chặt chúng con được thánh linh. Hallelujah, chúng cảm tạ ơn Chúa. Ô ra sự cavalry ta đòi linh hồn tất cả lãnh đạo đó, ô cả tôn giáo, ô cả linh hồn lãnh đạo đó trong chính trị, ô trong kinh tế, trong thương mại, trong truyền thông, trong thể thao, trong văn hóa, trong nghệ thuật, trong khoa học, trong công nghệ, trong quốc phòng, trong an ninh, trong giải trí đó về cho Chúa của ta. Hallelujah. Ora sakarababrisi and trade. Hallelujah. Cảm tạ Chúa Cha cho ngợi khen Ngài Chúa. Ô và Chúa chúc phước cho kẻ nào yêu kẻ nào Ngài Chúa. Vì phàm kẻ nào mà chúc phước cho Ukraine này thì sẽ được Ngài chúc phước cho, và phàm kẻ nào rủa xả Ukraine sẽ bị Ngài rủa xả cho, vì Ukraine này đã được Ngài chọn như Israel của Ngài cho. Ukraine đã được Ngài chọn như con trưởng nam của Ngài, Israel thuộc linh cho. Ukraine đã được Ngài chọn như cái nơi của tiền hành vương quốc của Đức Chúa Trời cho. Orasaka và chúng con có tỉnh thức đây cho, và chúng con không cho một kẻ nào có thể bước qua nổi được Orasaka cái ngạch cửa mà chúng con đã định cho, cho không cho kẻ nào bước qua được cái ranh giới mà Đức Chúa Trời chúng con đã định. Orasaka đã bao trong danh Cha Chúa Thiên Linh. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Ô chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con tin chắc vào những ngày sắp tới cho. Ô quân đội Ukraine sẽ chiến thắng. Orasaka đuổi được ra quân đội Nga ra khỏi bờ cõi của mình cho. Akadabarmiro. Ô và lời cho ứng nghiệm cho C trên 39 cho ạ. Ô và Ukraine phải mất 7 năm ô để rửa xử lý tất thảy tàn tích của vũ khí, ô tàn tích của xe tăng, máy bay, ô tàu chiến, ô bom đạn, bom mìn, ô tại của mà Nga để rơi trên lãnh thổ của Ukraine cho ạ. Ukraine mất 7 tháng để chôn tất cả xác chết của lính Nga. Ô Rasa Karabakh như ngày một lời người phán rơi. Vua Rasa, ô vua của Nga, vua Rasa của Nga, ô là vua của Bạch Nga, Karabakh đều bị diệt ở trên đất này cho ạ trong danh Chúa Jesus. Ô Ukraine là cái mồ chôn cho chủ nghĩa đế quốc cộng sản phản động Putin. Ukraine là cái mồ chôn Orasa cho chủ nghĩa phản động cộng sản cuối cùng. Lukashenko, Orasa Karabakh và cái chuyện này làm rung động các tầng trời, rung động lên đất cho để khiến cho tầm cận bình, khiến cho Nguyễn Phú Trọng phải run sợ cho.
phải quỳ gối run rẩy trước bàn hài chưa ạ? Và Urasaka công bố sự phán xét khủng khiếp trượt đến trên Đảng Cộng sản Trung Hoa, sự phán xét khủng khiếp trượt đến trên Đảng Cộng sản Việt Nam. Urasaka Naval gươm thạch nộ của trời cho lửa hủy diệt ngài, cho hủy diệt ngài, cho giáng hưng thứ tước trên tất thảy. Urasaka băng Đảng Cộng sản đó cho hủy diệt chúng đi trời trong cái script, và chúng moi ra từng linh hồn, chúng moi ra từ trong đống đổ nát đó từng linh hồn của Tập Cận Bình, linh hồn của các đảng viên Trung Cộng, linh hồn của Nguyễn Phú Trọng, linh hồn của tất đảng viên Đảng Phản động Cộng sản Việt Nam. Ôi, chúng con yêu cái linh hồn đó chưa, và lôi cái linh hồn về cho ngài chưa. Ôi, thân thể họ thì có thể bị phó cho quỷ Satan chưa, nhưng linh hồn họ phải được cứu trong ngày Chúa Jesus Christ, Chúa chúng con chưa. Thì lúc đó thân thể họ mới được có quyền, được phép sống lại trong ngày phán xét lớn của Đức Trời tối cao chúng con. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Ô ra Sakaraba Chúa ơi, chúng con cũng gọi ô cả tinh thần yêu mến kính sợ ngài, chúng gọi lên lửa của ngài với bảy vị thần của Chúa. Thần lẽ thần Chúa, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần nuôi đoan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va Chúa, ngập tràn trên hội thánh của Chúa. Ô ngập tràn trên tất cả hội thánh mà biết tin lành vương quốc của Chúa Trời Chúa. Ô và nguyện ô tất cả các hội thánh ô ra mà nhận lãnh quyền con trưởng Chúa, họ đi trong cái thẩm quyền tuyệt đối của ngài Chúa, thẩm quyền mà cả quý quyền hành mà trên trời dưới đất đó được ban cho chưa ạ? Ô để dạy giảng cho muôn dân chưa ạ? Tất cả các dân, ô không những sắc dân về các châu lục, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, chúa thôi đâu, mà các dân, ô là các dân trí thức, dân lao động, ô dân chính trị, dân thể thao, dân văn hóa, dân nghệ thuật, dân kinh tế, dân thương mại, dân công nghệ, dân an ninh, quốc phòng, quân sự chưa ạ? Tất cả mọi dân chưa ạ? Ô đều được giảng dạy chưa ạ? Họ sẽ nghe thì họ chưa từng nghe hiểu, họ điều họ chưa từng hiểu chưa ơi? Trong danh Chúa Jesus để sự sáng của Chúa đầy ngập các muôn dân, đầy ngập các quốc gia, đầy ngập các châu lục chưa ạ? Ô để dân ngoại ô được cứu cho đủ số chưa ạ, và đủ tất cả lĩnh vực trong xã hội loài người chưa ạ, phải đủ cho số ô để sự cuối cùng đến chưa ạ. Urasakara vì chúng con, nhiệm vụ chúng con phải khôi phục lại tất cả mọi sự, làm đổi mới mọi sự dưới trời này chưa ạ. Ô thì Chúa Giêsu Christ chúng con mới quay trở lại. Hallelujah, chúng cảm tạ ơn Chúa. Ô vì ngài gọi chúng con yêu chắc sự trọng trách chưa ạ, như nàng dâu của ngài trong ngày sắp cưới chưa ạ. Ô ngài cho chúng con sakara thẩm quyền của ngài để mà ô làm phỏng thao các chi thể của hội thánh ngài chưa ạ? Để làm ô làm chọn vẹn thánh đồ, để chúng con bày tỏ các thánh đồ ra trong Chúa Giêsu Christ được chọn vẹn trước mặt Chúa Trời chưa ạ? Trong danh Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa. Công nghệ làm người ngài đã chuyển giao chúng con. Ô công nghệ làm người ngài chuyển giao chúng con chưa? Và công nghệ đó, ô Rasaka chia bên chúng con có quyền ô sản xuất con người, ô qua sự cầu nguyện quyền sản xuất con người, ô quyền tràn nát ô nhân linh của họ chưa ạ? Ô để bóc ra cái lương tâm, ô để làm mới lương tâm họ chưa ạ? Và bóc cái linh hồn họ chưa ơi, và tái tạo họ lại trong thần của Chúa. Ora Sakraba để chúng con cảm ơn ngài vì chúng con được đồng cai trị với ngài, cùng với ngài chưa ạ? Để cùng với ngài để được cùng nói rằng chúng ta hãy lập tức lên loài người theo hình ta tượng ta đang quản trị các loài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì ora sự tin cậy ngài giao chúng con chưa ạ? Ora Sakraba chúng con yêu ngài, cha chúng con, chúng con yêu ngài, Chúa chúng con, thầy chúng con, chúng con yêu ngài trong sắp cưới của chúng con chưa ạ? Ôi mà sự hiển chúng dâng cho ngài trong danh Chúa Cha chúng con Đức Thánh Linh. Amen. 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 Hallelujah. Anh chị em tiếp tục cầu nguyện đi. Hallelujah. Thế. Amen. Okay. Vậy tôi xin phép. Em làm trả lời. Em làm. Nam đâu. Amen. 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 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Cảm tạ ơn Chúa, chính Ngài đã ban sức mạnh cho anh chị em của chúng con trong đội đặc nhiệm. Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúa, chúng con chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi. Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con yêu mến Ngài. Chúa, giờ đây chúng con đến với lẽ thật của Ngài và đi công bố đập nát tất cả những cái chế độ gian ác của Cộng sản và sự gian ác của Hitler, phát xít Cộng sản ra khỏi đời sống của đất nước Nga do Putin đang thực hiện. Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con đập nát hết tất cả những sự gian ác ra khỏi đời sống của
Putin, Chúa ạ, Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài, chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúa ạ, ô đất nước, Ngài đã nói rằng, ô hãy cầu ta ban cho các con ngoại bang là cơ nghiệp và các đô cùng đất làm của cải. Chúa ạ, Ngài đã ban ô đất nước Nga và đất Ukraine cho chúng con. Khi mà chúng con yêu mến lẽ thật, chúng con nhận trách nhiệm vào trong đời sống của chúng con, rằng chúng con phải giao giảng tin mừng lẽ thật của Ngài cho muôn dân, Chúa, và trong đó có đất nước Nga và đất nước Ukraine, Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Từ khi Ngài trong lẽ thật của Ngài cho hai đất nước này, thì Ngài đã báo trước cho chúng con về cuộc chiến này đã xảy ra, Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa, và cuộc chiến này xảy ra là của Ngài, Chúa, cuộc chiến là của Ngài, Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Và trong danh Chúa Giêsu, chúng con đập nát hết tất cả những cái vũ khí của đất nước Nga mà nhằm tấn công Ukraine, Chúa ạ, Chúa ơi, chúng con đập nát hết tất cả những cái băng đạn đó, tất cả những cái bom hóa học, bom trên không, Chúa ạ, tất cả những cái kho nhiên liệu vũ khí hàng không, Chúa ạ, chúng con đập nát hết, chúng con hủy phá hết, Chúa ạ, tất cả những cái đó chúng con hủy phá hết, Chúa ạ. Những cái điều đó là để diệt cộng sản, Chúa ạ, chúng con diệt cộng sản, chúng con dùng vũ khí của quân địch để chúng con giết cộng sản, Chúa ạ, chúng con phá hết tất cả các cái kho đó của cộng sản, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, vì Ngài đã yêu đất nước Ukraine, và Ngài đã dùng đất nước Nga để diệt tất thảy các sự gian ác của lỗi là do con cái của Ngài, Chúa ạ, là đã không đi đúng với lẽ thật, bắt các ứng tiên tri, và Ngài đã cho cuộc chiến này xảy ra để làm sạch hết tất cả những sự gian ác ra khỏi hội thánh của Chúa, Chúa ạ, sự phán xét của từ nhà Ngài, Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ạ. Ngài cũng ban cho chúng con lẽ thật rằng, Chúa ạ, Ngài hủy cộng sản, diệt sạch sự gian ác của cộng sản ra khỏi đất nước Nga và đất nước Ukraine, Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài, Chúa ạ, chúng con đập nát hết tất cả những con người, và chúng con cho họ vào trong những con người nào mà cứng đầu cứng cổ, Chúa ạ, chúng con phó thân xác họ vào trong cho Satan, nhưng mà linh hồn họ thì chúng con cứu họ, Chúa ạ, chúng con rửa sạch họ trong ao Bethesda của Ngài, trong sự thương xót của Ngài, Chúa ạ, sự nhân từ, sự thương xót của Ngài đến trên linh hồn của họ, Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ạ. Có những người mà yêu mến Chúa, Chúa ạ, chúng con yêu mà dám trả giá cho Ngài, chúng con cầu nguyện cho họ được hạt giống tin lành nước trời của Ngài để thi thực hiện. Amen, amen. Sứ điệp đã ban cho họ, Chúa ạ, sứ mạng tiền định của Chúa đang ban cho họ là đi dạy dỗ muôn dân ở nhân danh Đức Cha, Đức Con, Thánh Linh, và bát tem, Chúa ạ, bản chất của Chúa, bát tem là bản chất của Ngài, Chúa ạ. Có đến trong cái con người mà được yêu mến lẽ thật đó, Chúa ạ, chúng con tin rằng, Chúa ạ, có rất nhiều người đang yêu mến lẽ thật, đang mong muốn con cái của Ngài được bày tỏ ra, Chúa ạ. Cảm tạ Chúa, và chúng con tin rằng, Chúa ạ, Ngài sẽ làm chúng con trở nên miệng của Ngài để giao bảo lời của Ngài cho tất cả những anh chị em của chúng con tại Nga và Ukraine, Chúa ạ. Và chúng con cũng cầu nguyện trong danh quyền năng của Ngài, tất cả các chế độ cộng sản của các nước trên thế giới này, Chúa ạ. Ô tất cả những cái con người cộng sản, Chúa ạ, ô Chúa ơi, ô mà những con người mà đi theo cái chế độ cộng sản, Chúa ạ, chúng con đập nát hết cái sự cộng sản đó khỏi họ, Chúa, không còn một cái sự cộng sản nào trên đời sống họ, Chúa ạ. Ô tất cả những cái linh hồn họ cần phải được thức tỉnh về điều này, Chúa, họ cần phải được nhận biết lẽ thật của Chúa, Chúa ạ. Ô chúng con gọi lửa của Ngài đến trên hết tất cả hai cái danh cộng sản này ra khỏi khắp đất, Chúa ạ. Không còn một cái tên nào được nhắc đến nó nữa, như trong Ê-sai Ngài đã nói, Chúa ạ, tên nó bị diệt khỏi trời, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì lễ mầu nhiệm của Ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ô chúng con yêu mến Ngài, Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Chúa, và Chúa ơi, Ngài cũng cho chúng con đi cùng Ngài để dọn hết tất cả đến đất nước Ukraine, để dọn hết tất cả các cái vũ khí của nó, để chúng con đúc nó lại thành cái nét đẹp của Chúa, để chúng con dâng vinh hiển hết lên cho Ngài, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài, Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài, Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nhưng Chúa cũng đặt để lời của Ngài nhiều thêm nữa trong môi miệng của chúng con, trên anh chị em của chúng con. Xin Chúa ban thêm sức mạnh của Ngài trên anh chị em của chúng con, để anh chị em của chúng con luôn luôn, Chúa ạ, đánh trận cho Chúa, Chúa ạ, để đánh trận cho Chúa, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con yêu mến Ngài, chúng con yêu mến lẫn nhau. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Ô lạy Cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha đã yêu thương chúng con
đã dẫn dắt chúng con đi trong lẽ thật của Ngài. Ô trời, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm, bởi vì tất cả Ngài trao ban cho chúng con ở trong đấng Christ Jesus con của Ngài rồi. Ngài đang dạy dỗ và huấn luyện chúng con để đời sống của chúng con tiếp tục kết hiệp sống với Chúa Giêsu và bén rễ sâu vào Chúa Giêsu để xây dựng đời chúng con trên nền tảng là Chúa Giêsu Christ, đấng đã chết và sống lại cho chúng con, đấng đã chết và sống lại cho thế gian này, đấng đã chết và sống lại cho dân tộc Nga, đấng đã chết và sống lại cho dân tộc Ukraine và dân tộc Việt Nam của chúng con, để chúng con có thẩm quyền của một người con mà Chúa đã cứu lấy chúng con, huyết của Ngài đã đổ ra rồi, chúng con công bố và chúng con được dự phần vào huyết của Chúa Giêsu như Phêrô, sứ đồ Phêrô ông đã nói, chúng con được dự phần để lấy lại huyết của Chúa, thì trong danh của Chúa Giêsu, đấng đã chết và sống lại, con giải huyết của Chúa trên dân tộc Ukraine, Chúa ơi, để họ lãnh trách nhiệm về mình và Chúa bổ sức cho họ thần của Chúa đổ trên dân tộc Ukraine để họ biết được tin mừng vương quốc của Ngài rồi, để sẽ lãnh nhận trách nhiệm của mình để loan cái tin mừng vương quốc của Ngài rải ra khắp đất, Chúa ơi. Còn những dân tộc Nga hiện nay đang áp đảo và đánh dân tộc Ukraine của Ngài. Giờ đây trong con công bố mà rải huyết và cũng như lửa thánh linh của Ngài mà Ngài đã quăng xuống dưới đất rồi, thì chúng con sẽ công bố dự phần vào việc công bố rải huyết cũng như là công bố lửa của Ngài đổ xuống trên đất nước Ukraine để xóa sạch cái sự ác đi, Chúa ạ. Và đổ lửa của Ngài xuống dân tộc Nga để mà xóa sạch cái sự ác đi ra khỏi dân tộc Nga, để cứu lấy linh hồn của những con người ở trên dân tộc Nga, Chúa ơi. Và chúng con cũng không quên được dân tộc Việt Nam của chúng con, Chúa ơi, đang bị u mê tăm tối vào tất cả các đạo giáo mà để chống lại Chúa, Chúa ạ. Cả những người con cái của Chúa đã tiếp nhận Chúa rồi mà cũng vẫn còn u mê tăm tối, thì trong thẩm quyền mà Chúa đã ban cho chúng con, Chúa đã cứu lấy chúng con lãnh trách nhiệm về mình chúng con. Xin Chúa mở mắt cho dân tộc Việt Nam của chúng con, những con cái Chúa, để nhận lãnh trách nhiệm cùng về mình, để mà đứng lên không phải trừ tà trừ quỷ, chỉ một hai con quỷ ở trong giáo hội hoặc là ở trong hội thánh, nhưng mà cả một bầy quỷ cộng sản đang bao trùm đất nước Việt Nam của chúng con nữa, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, đời sống của chúng con được dẫn đi trên con đường của Chúa, để chúng con không bị gài bẫy vào những cái mồi triết lý, những tư tưởng giả dối rỗng tuất theo truyền thống của người phàm, theo những yếu tố của vũ trụ, chứ không theo đấng Christ, Chúa ơi. Ô Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, Ngài đang dẫn dắt chúng con để đời sống của chúng con là sự viên mãn của Ngài ở trong đời sống của chúng con, qua đó, qua chúng con, qua từng người thì mà Chúa đã huấn luyện chúng con sẽ ra những cái dòng giống thánh ngữ cho Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, bởi vì Ngài, chính Ngài đã cắt bì chúng con, không phải cắt bì do tay người phàm, mà chính Ngài cắt bì đời sống của chúng con. Cha, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm, để đời sống của chúng con bước đi trong con đường lẽ thật của Ngài, lột bỏ cái con người cũ, lột bỏ những cái con người tội lỗi mà chống nghịch cùng Chúa, để mà bước đường của chúng con bước theo con đường của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Chúa đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng con rồi, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại, sổ nợ mà hiện nay những các giáo điều đã còn che mắt những con cái Chúa. Giờ đây xin Chúa, ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào tất cả những cái nơi Babylon, những cái nơi đạo giáo đó, để mà ánh sáng của Chúa biểu lộ nơi đó, để những bóng tối được phải thoái lui ra khỏi tất cả những đạo giáo, Chúa ơi, Công giáo, Hồi giáo, chính thống giáo, Anh giáo, tất cả gì đó giáo giáo, để mà đưa con cái của Ngài đi tới cái sự mà che mắt mà không nhìn nhận thấy Chúa, Chúa ạ. Ồ Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm. Chúa đã truất phế tất cả các quyền lực thần thiên và công khai bêu xấu chúng rồi, và Chúa đã điều chúng ra đám đức khải hoàn của Chúa rồi. Chúa ơi, chúng con là những con người đã được Chúa yêu thương và đưa chúng con về, chúng con lãnh những trách nhiệm đó về cho chúng con, để qua chúng con cái của chúng con, dân tộc Việt Nam của chúng con, những ra những cái dòng giống thánh cho Ngài, Chúa ơi. Thật là tuyệt vời mà sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con, để chúng con biết được lẽ thật, tin mừng vương quốc mà chúng con được hạt giống đó mà Chúa đã đặt để là ở trong Ukraine, Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm. Đời sống của chúng con được Ngài huấn luyện chúng con để vào những thời kỳ cuối cùng này, Ngài huấn luyện chúng con ngày càng giống Ngài hơn, giống như bản chất của Ngài là sư tử mạnh mẽ, để chúng con hành động
trong cái thái độ cũng như là đặc tính của Ngài Chúa ơi. Ô Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm, và tính tình của Chúa mỗi ngày chúng con giống Ngài càng hơn, để mà chúng con mang những cái khuôn mặt của Chúa, đó là sự chết của Ngài và sự đắc thắng của Ngài trên đời sống của chúng con, để chúng con thi hành mệnh lệnh của Ngài. Chúa ơi, và Chúa cũng cho chúng con biết được đặc tính của Chúa như là đại bàng đang bay nữa vào những thời kỳ cuối cùng này. Chúng con bay đi trong tình yêu của Ngài, bay đi trong lòng thương xót của Ngài, bay sự công bố lẽ thật của Ngài. Chúa ạ, tình yêu của Ngài trên đời sống của chúng con biết ơn Ngài. Và giờ chúng con dâng hết tất cả những lời thiết tha cầu nguyện của người thầy giáo của chúng con và từng anh chị em trong đội quân đặc nhiệm lên cho Ngài. Và chúng con tin chắc rằng lời cầu nguyện của chúng con đẹp lòng Ngài, Chúa ạ. Bởi vì điều mà Chúa muốn khao khát cho con cái Ngài, điều quan trọng đầu tiên đó là tìm vương quốc của Ngài, tìm nước của Đức Chúa Trời và đức công lý công bình, Chúa ạ. Ô, chúng con là những con người đang khao khát tìm lẽ công bình của Ngài ở trong nước của Ngài, và chúng con là những người được sinh lại và Ngài gửi chúng con xuống đất này để thi hành cái sự công bình của Chúa. Trong sự công bình của Chúa có sự oán phạt, có sự phán xét nữa, Chúa ơi. Phán xét đó là phán xét tình yêu thương và lòng thương xót của chúng con, để ngày khi Chúa Giêsu trở lại thì con dân của Ngài mới được sạch sẽ để mà gặp mặt Ngài được, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con biết Ngài, Ngài là đứng toàn năng, Ngài là đứng công bình, Ngài là vua trị vì muôn nước, Chúa ơi. Đường lối của Ngài quả thật là công minh, Chúa ạ. Tất cả phải đều kính sợ Chúa, phải phụ phục danh của Chúa. Chúa ạ, ô Chúa là đứng chí thánh chí tôn, Ngài là tể trị tất cả muôn dân muôn nước, và chúng con cũng là những con người mà Chúa hứa để chúng con được ở trong nước của Ngài cùng đồng trị với Ngài. Chúng con cảm tạ tình yêu của Ngài dành cho chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Amen. 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 Tuyệt vời quá. Amen, amen, amen. Nam xung chặt. Nam. Chị thế xung chặt. Em thử ý chị bận rồi. Xung chặt. Amen. Dạ. Nếu mà anh chị em mình không tiếp tục cầu nguyện, với mình ngưng bây giờ đi. Em mai mình đánh trận tiếp ạ. Chưa chi tắt máy chứ. Con yêu Ngài, Lời Chúa Giêsu, ôm xin Ngài, cho nên